quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh, vụ nhãn năm nay năng suất và chất lượng đều tăng, song do sản lượng nhãn quá lớn luôn là sự trăn trở của người trồng nhãn và ngành chức năng của tỉnh trong việc tiêu thụ loại nông sản đặc biệt này, nhất là trong điều kiện chưa có công nghệ bảo quản, còn quy trình chế biến chỉ ở dạng thủ công. Vựa nhãn xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu đang là thời điểm chính vụ. Ông Sức là một trong gần 100 gia đình ở đây có diện tích nhãn từ 1 đến 2 hecta đang cho thu hoạch. Đa số các gia đình đều trồng theo quy trình Việt Gáp nên sản lượng cao, chất lượng quả ngon và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Một hecta nhãn có thể thu gần 20 tấn quả. Chính vì vậy mà nỗi lo về được mùa, giá thường không cao luôn thường trực với những hộ trồng nhãn. Cũng mong muốn làm sao tất cả cơ quan báo chí hoặc là tất cả các sở ban ngành có thể giúp đỡ cho anh em tôi là xuất được đi các nước thì để tiêu thụ được sản phẩm cho nông dân. Chứ hiện nay là nông dân đang bị ách tắc về cái việc là xuất quả nhãn tươi để đi. Về tiêu thụ hàng hóa năm nay thì nó có nhiều phức tạp, mà thứ nhất là hàng hóa trong nước, chủ yếu là trong nước, còn nội địa xuất khẩu sang thì hạn chế vì nó là dịch bệnh. Về tiêu thụ hàng hóa thì thực tế là đến các siêu thị, thương lái bây giờ người ta cũng không về mua. Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ nhãn, nhất là việc làm long nhãn cũng bị tác động bởi chưa thể xuất khẩu ngay được như mọi năm. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị kết nối cung cầu và tiêu thụ nông sản, lễ hội nhãn lồng. Đây là một trong những giải pháp giúp nhà vườn, hộ trồng nhãn có dịp gặp gỡ trao đổi với các đơn vị thu mua, các siêu thị, nhà phân phối để ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Tuy nhiên, quan trọng hơn là các đơn vị này đưa ra những lời khuyên để người thâm canh nhãn có được các kinh nghiệm trong chăm sóc, đăng ký nhãn hiệu và quảng bá sản phẩm để tiêu thụ thuận lợi hơn. Bởi các doanh nghiệp này đã có kinh nghiệm lâu năm trong tiêu thụ nông sản như vải, na, nhãn ở các tỉnh thành phố khác, trong đó đặc biệt chú ý tới quy trình sản xuất sạch và sản phẩm được truy xuất nguồn gốc. Các nhà vườn đã rất là chú trọng đến cái tiêu chuẩn chất lượng và biết cách quảng bá cho tiêu chuẩn chất lượng của mình. Đây sẽ là một cái QR code để xác thực nguồn gốc xuất xứ. Thế và trên các cái chụp nhãn thì cũng có. Qua cái việc này thì cũng thấy được rằng là các nhà vườn cũng rất là ý thức và thấy được rằng cái vai trò cũng như là cái trách nhiệm của mình trong cái việc cung ứng sản phẩm ra thị trường và giúp đỡ cho người tiêu dùng có thể nắm bắt được cũng như là đánh giá được cái chất lượng sản phẩm nhanh hơn và sẽ sử dụng được các cái sản phẩm chất lượng đúng với cái giá cả mà mình bỏ ra.